Xin chào anh em nhé. Cùng với cái lô loa 3G thì sẽ là những con vang số 3G audio. Đây, em đang có tầm khoảng 60 con này, mã số là 3G audio DCM1X. Ở trên YouTube đã có rất nhiều anh em bán và giới thiệu về cái dòng này rồi. Thế là em chỉ thông báo là em có hàng và em đi tham khảo giá, mấy chỗ nó bán là tầm trên 2 triệu. Chỗ nào rẻ rẻ hay là 2 triệu 2 một con. Nhưng mà em mua với giá tốt thì em bán cho anh em với giá cực kỳ tốt luôn. 1 triệu 500 nghìn một con, bao ship toàn quốc. Con này nó có phần mềm nhé, và chỉnh tay cực kỳ dễ. Nó là vang số hoàn toàn nhưng mà chỉnh tất cả bằng tay và chỉnh rất là dễ. Đấy, những cái video clip hướng dẫn chỉnh ấy, anh em có thể tham khảo trên mạng. Hoặc nếu anh em nào cần thì sẽ inbox cho em sẽ gửi một cái bản hướng dẫn chi tiết thôi. Con này nó chạy cái chip Yamaha 920B của Nhật Bản. Chip này cho ra cái tiếng echo rất là ngọt. Đấy, và con này 3 cấp chống hú nhé. Đây là vì chống hú thôi. Hát karaoke gia đình thì không, nói chung là ít, rất ít khi hú. Nếu mà cứ để mic cách loa tầm khoảng 1 mét hát thì khẳng định với anh em luôn là không bao giờ gặp tình trạng rú rít. Đấy. Dòng này rất là phù hợp với karaoke gia đình, giá rất là hợp lý. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ với em theo số điện thoại 0967 851 866. Hàng còn rất là mới nhé, mới trên 90%. Nếu mà vệ sinh đi nữa thì không đắt gì hàng nguyên hộp xốp luôn. Xin chào anh em.